Anh em ha, vừa rồi là những hình ảnh mà anh em xem về chiếc xe này trước khi mà chủ xe gửi từ Bạc Liêu, đó là huyện Đông Hải Bạc Liêu lên cho mình. Nó rất là cũ kỹ và nó rỉ sét rất là nhiều, và nhiều cái chi tiết nó cũng đã tới tuổi, thì bên mình nhận dọn full con cho bạn này về ăn Tết ha. Thì mình dọn những cái gì thì xe này mình sơn dặm lại toàn bộ khung sườn và máy móc ha, thay một cặp lớp mới hoàn toàn là lớp Primax gai vuông nha anh em, 4.017, nó nhìn rất là tròn gai và rất là ngầu luôn. Thì bình xăng bị mớp và đã gò và sơn lại màu đen đó, màu đen bóng nha anh em, màu đen bóng rất là bóng luôn, mình đứng đối diện nó quay thấy mình luôn. Rồi thay bóng đèn led, 3 chip led để đi đêm sáng hơn, và một cặp ghi đông, một cặp xi nhan nhôm, sơn tĩnh điện đen nha, về đằng trước sơn tĩnh điện màu đen luôn. Rồi cặp cây bo MT, cây bo của MT ha, cây bo của MT nha. Đó, cây bo này là full cây nóc và được sơn đen lại theo yêu cầu của chủ xe nha anh em. Đó, rồi ở đây là mình có làm lại một cái này là cắt và đi âm cái dây led đèn đuôi, tại vì bạn này tháo dỡ bỏ cái đèn đuôi và cái dẹ đuôi ha. Đó, và mình tận dụng lại, bạn ấy yêu cầu tận dụng lại cái bát gắn cái chắn bùn để làm một cái chắn bùn mới và lắp cái biển số lên đây. Đó, nhìn rất là cool. Bây giờ mình nổ tiếng máy cho anh em nghe, tiếng máy của cái bô xe này ha. Trở về sau này thì liên hệ bên mình ha, MT Motorcycle, địa chỉ là 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp nha anh em. Rồi cảm ơn em đã xem cái clip của mình rất là nhiều. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip sau nha.